Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đánh số trang La Mã Và trang số kết hợp trong Word Ví dụ như ở đây Tôi có một file Word Và file Word của tôi á Nó có tổng cộng là 6 trang Bây giờ tôi muốn là đánh số trang Cho cái file Word này Rồi ý định của tôi á Là hai trang đầu Tức là trang bìa Được đánh là một La Mã Trang thứ hai Tức là trang lời mở đầu Là hai La Mã còn từ trang thứ ba trở đi, tôi sẽ đánh số trang là dạng số theo kiểu bình thường, tức là trang thứ ba trở đi, tôi sẽ đánh dạng số nha, không phải là dạng la mã như hai trang đầu tiên. Thì để đánh số la mã và dạng số kết hợp thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, đầu tiên các bạn chúng ta sẽ đặt con chó chuột tại dòng đầu tiên của trang mà các bạn chúng ta muốn là đánh dạng số. Đó ví dụ như đây, tôi muốn là đánh dạng số ở trang thứ ba trở đi thì tôi sẽ đặt con chảo chuột ở trang thứ ba sau đó tôi sẽ tiến hành là ngắt session nha bằng cách là tôi sẽ vào tab layout này thì các bạn lưu ý nha đối với bạn nào sử dụng cuộc 2007 2010 và 2013 thì các bạn vào tab là page layout còn đối với bạn nào sử dụng cuộc 2016 trở lên thì chúng ta sẽ vào tab layout tiếp theo các bạn chọn vào mục là print và chọn vào continuous đó như vậy là tôi đã ngắt selection thành công tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ đe chuột kéo xuống vị trí footer của trang thứ ba nhấn đúp chuột vào phần footer của trang thứ ba này sau đó các bạn chúng ta quan sát nha ở trang thứ ba trở đây này nó là session 2 còn ở hai trang đầu tiên này đây nó là session 1 đó rồi ở session 1 á thì tôi sẽ đánh số la mã còn ở session 2 thì tôi sẽ đánh số trang theo kiểu dạng số bình thường thôi sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là ngắt liên kết giữa các trang nha. Bình thường á giữa các trang nó sẽ liên kết với nhau. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là ngắt liên kết bằng cách là tôi sẽ vào tab header and footer này. Thì các bạn quan sát này ở cái dòng là linter pivot nhớ nha. Khi các bạn chúng ta bấm đúp chuột vào phần footer á lập tức nó sẽ di chuyển qua phần header and footer nha. Sau đó các bạn để ý ở dòng là linter pivot nó sẽ được bôi động. Tức là ban đầu nó sẽ liên kết giữa các trang. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là ngắt liên kết thì tôi sẽ chọn là linter pivot bấm vào thì cái dòng liên revert nó sẽ không bôi động nữa như vậy là tôi đã ngắt liên kết thành công rồi sau đó ở đây tôi sẽ chọn là close header and footer tiếp theo tôi sẽ đặt chọn chuột ở trang thứ ba và tab insert chọn vào page number rồi ở đây có hai kiểu đánh số trang kiểu đầu tiên là top of page tức là đánh số trang nằm phía trên của tờ giấy và kiểu thứ hai là path of page tức là đánh số trang ở phía dưới của tờ giấy tùy bạn nha các bạn thích chọn trên thì các bạn chọn là top muốn đánh ở dưới các bạn chọn là bot nha rồi ở đây tôi muốn là đánh ở dưới thì tôi sẽ chọn là bot rồi ở đây có 3 vị trí này ở bên trái này ở giữa và bên phải tùy bạn nha bạn thích kiểu nào các bạn chọn một kiểu đó nha ở đây tôi sẽ đánh số trang ở giữa này tôi chọn vào rồi bây giờ chúng ta quan sát nha trang thứ ba trở đây này được đánh số 3 này 4 5 còn hai trang đầu tiên này các bạn quan sát này trang đầu tiên nó sẽ không được đánh số trang đó hai trang đầu tiên không được đánh số trang nha rồi ví dụ như ở đây tôi muốn là từ trang thứ ba trở đi bắt đầu bằng số 1 chứ không phải là số 3 thì tôi làm như thế nào ở đây tôi sẽ vào tab insert này chọn vào page number tiếp theo tôi sẽ chọn vào dòng là format page number để tôi định dạng lại số trang rồi ở một dòng là number format các bạn chúng ta sẽ chọn kiểu là 123 tiếp theo các bạn tích vào start up ở đây các bạn nhập là một nha tức là số trang mà bạn muốn bắt đầu ở đây tôi sẽ bắt đầu bằng một chứ không phải là ba thì tôi sẽ nhập vào một chọn và ok đó bạn quan sát này một này hai ba rồi hai trang đầu tiên vẫn chưa được đánh số trang bây giờ tôi sẽ thoát ra bằng cách là tôi sẽ nhấn đúp chuột bên ngoài này rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ đặt những chảo chuột ở hai trang đầu tiên chẳng hạn ở đây tôi sẽ đặt những chảo chuột ở trang bìa này tức là trang đầu tiên nha sau đó tôi sẽ vào tab insert chọn vào đây, vnumber định dạng lại số trang nha, chọn vào format number ở đây tôi sẽ chọn kiểu la mã nha, chọn vào kiểu này, start ở đây tôi sẽ bắt đầu là một la mã đây, chọn vào ok này, rồi sau khi định dạng số trang rồi, bây giờ tôi sẽ đánh số trang theo kiểu bình thường nha, đây, kiểu thứ hai này, sau đó các bạn quan sát nha, trang đầu tiên là một la mã này, trang thứ hai là hai la mã và trang thứ ba được đánh số 1 này 2 3 đó hai trang đầu tiên được đánh số lá mã và trang thứ ba được đánh số thì các bạn lưu ý nha nếu mà các bạn chúng ta trang làm mã này trang cuối cùng là mã này các bạn copy này các bạn dán thêm một dòng thế này nữa rồi các bạn quan sát này ở đây nó sẽ thành la mã luôn tức là trang số 1 thành ba la mã luôn đó không được liên kết đây nội dung không được dài xuống trang thứ ba nha đó nội dung không được dài xuống trang thứ ba nếu mà dài xuống trang thứ ba nó sẽ thành ba la mã nha Đấy. các bạn lưu ý nha xóa bớt đi hoặc là các bạn chúng ta cắt bớt đi Đây. Cắt bớt đi vẫn còn cắt bớt luôn cái đoạn này luôn đó thì chúng ta quan sát đi lúc này đã là thành một chứ không phải là ba la mã nha đó, tức là cái trang la mã cuối cùng mà nội dung dài quá nếu mà nó dài xuống đây á thì cái trang đầu tiên tức là trang một nó sẽ thành ba la mã chứ không phải là một nha đó là lưu ý mà các bạn chúng ta cần phải để ý nha rồi như vậy là trong video rồi tôi hướng dẫn cho bạn cách đánh số trang la mã và trang số kết hợp trong quần nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn đó